Hé lộ lý do Bạch Lộc chơi Vương Hạc Đệ để yêu Trương Lăng Hách. Cùng là bạn diễn nam của Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách bị đối xử hoàn toàn trái ngược. Với việc hai bộ phim Dị Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng lên sóng cùng thời điểm, bộ ba Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách đã tạo thành một bùng binh tay ba đầy duyên nợ của màn ảnh Hoa ngữ. Khác với Trương Lăng Hách, Vương Hạc Đệ mặc dù cũng có những phản ứng hóa học ngọt ngào với Bạch Lộc, nhưng lại luôn bị khán giả đánh giá chỉ như anh em bạn bè thân thiết của nữ diễn viên Dị Ái Vi Doanh hơn là người yêu. Lý do được đưa ra là bởi Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khá thoải mái trong việc tương tác với nhau. Mới đây một đoạn video ghi lại cảnh hậu trường trên phim Trường Dị Ái Vi Doanh đã được tung ra. Theo đó khi thực hiện cảnh quay trong hội trường, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã không ngại mà chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Thậm chí khi thấy Vương Hạc Đệ tự chơi đùa vui vẻ, Bạch Lộc còn tỏ ra rất bình thường như đã quá quen với cảnh tượng này. Phản ứng này của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ khiến cư dân mạng cho rằng cặp đôi nhìn giống anh trai em gái thân thiết hơn là một cặp đôi đang hẹn hò. Trong khi đó Trương Lăng Hách lại liên tục bị đồn phim giả tình thật với mỹ nhân họ Bạch. Mới đây khi cùng nhau tham gia một chương trình thực tế, ánh mắt của Trương Lăng Hách nhìn Bạch Lộc đầy thâm tình, cũng nhanh chóng lọt top hot search và làm tin đồn cặp đôi Ninh An Như Mộng hẹn hò bùng nổ. Có thể thấy dù mối quan hệ giữa bộ ba có là gì thì không thể phủ nhận cả Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách đều là những bạn diễn ăn ý của Bạch Lộc. Nhờ có sự kết hợp vô cùng ăn ý, Bạch Lộc và hai bạn diễn đã đem lại cho Dị Ái Vi Danh và Ninh An Như Mộng những thành tích vô cùng khả quan.